Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đối với ông Yên, những cảnh tượng kinh hoàng mà ông phải chứng kiến vẫn luôn ám ảnh ông hàng đêm. Ông Yên vẫn còn nhớ rõ, đó là buổi trưa ngày 16 tháng 9, khi ông sang nhà con gái chơi, thấy cổng ngoài mở, cửa trong nhà khép hờ nhưng điện vẫn sáng. Ông cất tiếng gọi con nhưng không thấy ai thưa. Vừa lúc ông Yên đi thẳng vào trong nhà, thì thấy Hương Giang trong tư thế ngồi dựa vào tường ở gần cửa sổ, chùm chăn kín đầu nhưng vẫn để hở hai chân. Linh tính thấy chuyện chẳng lành, ông vội vàng kéo chăn ra, thì hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc khăn một đầu buộc chặt vào cổ con gái, một đầu buộc lên chấn song cửa sổ. Ông Yên vội vàng hô hoán hàng xóm đưa con gái mình đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Cô con gái xấu số của ông Yên đã mất trước khi kịp đưa đến bệnh viện. Lực lượng công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường. Gia đình Hương Giang lúc đó đều nghĩ rằng Giang có chuyện buồn gì nên mới tìm cách giải thoát như vậy. Tuy nhiên, dựa trên kết quả khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định Hương Giang có thể là nạn nhân của một vụ án mạng nghiêm trọng, chứ không phải do quyên sinh. Nhận định này càng có cơ sở khi gia đình Hương Giang phát hiện ra chiếc xe máy, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của nạn nhân đã bị lấy mất. Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong quá trình xác minh dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, không hề thấy sự có mặt của Phạm Văn Danh, chồng của Hương Giang. Gia đình không thể liên lạc được với Danh. Theo thông tin của gia đình, chị Giang không hề có mâu thuẫn với ai. Cơ quan công an tập trung vào hướng điều tra là một vụ án lấy mạng người để cướp tài sản. Hiện trường nơi chị Giang mất mạng chỉ là hiện trường giả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao thủ phạm lại phải dựng lên hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra? Trong số những đối tượng nghi vấn, các trinh sát đặc biệt chú ý tới Phạm Văn Danh. Bởi sau sự thiệt mạng của vợ, ngoài chuyện đột nhiên biến mất, thì Danh chính là người có nhiều khả năng nhất trong việc dựng lên hiện trường giả. Tập trung triển khai lực lượng, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy của chị Giang ở tại một hiệu cầm đồ ở phố Bãi Nai, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Theo người chủ của cửa hiệu cầm đồ, chiếc xe này là của một người tên Nguyễn Văn Thắng, nhà ở Bãi Nai, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, cầm cố với giá 12 triệu đồng. Tập trung đấu tranh khai thác Nguyễn Văn Thắng, các trinh sát được biết đêm xảy ra sự việc, Phạm Văn Danh có gọi điện gặp Thắng và trình bày hoàn cảnh vợ Danh đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nên cần tiền để chữa trị bệnh. Danh ngỏ ý nhờ Thắng đưa Danh đến hiệu cầm đồ để cầm cố chiếc xe lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Tin lời bạn, Thắng đã giúp Danh cầm cố chiếc xe máy lấy 12 triệu đồng. Rồi sau đó Thắng còn chở Danh đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Từ thông tin quan trọng này, các trinh sát đã có đủ cơ sở để nhận định chính Phạm Văn Danh là hung thủ gây ra án mạng đối với chị Nguyễn Thị Hương Giang. Tập trung bám theo dấu vết của Phạm Văn Danh, các trinh sát phát hiện Danh có một người em trai là Phạm Văn Hà đang sinh sống và làm việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện lúc này Danh đang trên đường di chuyển ra thành phố Móng Cái. Một tổ công tác ngay lập tức được triển khai tới Móng Cái bám theo dấu vết của Danh. Ngày 18 tháng 9, trong lúc Danh đang ở tại nhà trọ của Hà, các trinh sát đã ập vào khống chế và bắt giữ Danh. Sau 3 ngày lẩn trốn, Danh thừa nhận mình chính là hung thủ ra tay lấy mạng vợ mình. Phạm Văn Danh sinh năm 1976, quê ở tại Nam Định. Trước khi lập gia đình với chị Hương Giang, Danh đã từng có một gia đình và 2 người con ở quê. Tuy nhiên do cuộc sống gia đình không suôn sẻ, Danh đã chia tay vợ. Rời quê hương lên Hòa Bình sinh sống, Danh xin vào làm công nhân lái máy xúc cho một công ty tại thị trấn Lương Sơn. Số phận run rủi khiến Danh làm quen với chị Nguyễn Thị Hương Giang. Chị Giang lúc đó đang công tác tại huyện đoàn Lương Sơn. Tuy là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, tuy nhiên trong cuộc sống tình cảm chị Giang cũng gặp phải nhiều trắc trở. Chị Giang lập gia đình với chồng là giáo viên của một trường trung học cơ sở. Tuy nhiên sau đó cuộc hôn nhân tan vỡ, chị sống lặng lẽ một mình. Từ khi quen Danh, biết người đàn ông này cũng có cùng hoàn cảnh giống mình, nên giữa họ có một sự đồng cảm. Thế rồi, từ chỗ chỉ là bạn bè, tình cảm đã lớn dần trong họ thành tình yêu đôi lứa. Khi chị Giang dẫn Danh về giới thiệu với gia đình, biết hoàn cảnh của hai người nên gia đình cũng không hề phản đối. Khoảng cuối tháng 5, chị Giang quyết định kết hôn cùng Danh. Cưới xong, Danh xin phép được ở rể tại Hòa Bình để thuận tiện cho công việc. Còn Giang là con gái lớn nên ở gần để chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai vợ chồng khi gom góp tiền bạc xây cho họ ngôi nhà cấp 4 ở ngay phía sau nhà. Những tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy, nhưng chị Giang không thể ngờ được rằng mình gặp phải một người chồng hết sức bất nhân. Khi được dẫn giải về cơ quan điều tra, Danh đã khai nhận việc ra tay với chị Giang xuất phát từ một lý do hết sức nhỏ nhặt. Tối ngày 15 tháng 9, cũng giống như mọi ngày sau khi ăn cơm tối xong, chị Giang cùng Danh ngồi xem TV. Lúc này Danh có ý trêu đùa nên dùng chân dí vào ngực chị Giang. Không đồng ý với thái độ của chồng, chị Giang dùng quạt nan để ở giường tác động vào chân Danh rồi nói với vẻ hờn dỗi: "Anh không được làm như thế." Tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rồi cảm thấy khó chịu với thái độ của vợ, Danh tìm cách để gây sự, cãi nhau, thẳng tay tát vào mặt Giang. Bị chồng cho đòn đau, Giang phản ứng bằng cách nói sẵn giọng: "Tôi không ngờ mới lấy nhau mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh về đây ở rể, không biết thân biết phận của mình mà còn đối xử như vậy với tôi." Cay cú bởi câu nói của Giang, Danh đáp trả: "Mày dám nói thế thì tao sẽ cho mày lìa đời." Trước lời thách thức kiểu đàn bà của chị Giang, "Anh có dám thì anh cứ làm đi", Danh đã lao vào đè chị Giang xuống giường, ghì cho đến lúc chị Giang tắt thở. Như con thú say mồi, lúc này trong đầu Danh chỉ có một suy nghĩ: nếu để chị Giang còn sống, chị sẽ tố cáo hành vi của hắn. Danh đã tìm một chiếc khăn voan của chị Giang, một đầu buộc thắt nút cuốn hai vòng quanh cổ với mục đích để cho chị Giang mất hẳn, rồi kéo chị Giang đến sát cửa sổ để ở tư thế ngồi trên giường. Đầu dây còn lại của chiếc khăn hắn xé dọc làm đôi rồi buộc vào chắn song cửa sổ, sau đó lấy khăn phủ lên người chị Giang. Hành sự xong, không một chút ăn năn hối hận, Danh mở tủ lấy quần áo mặc, vào lấy xe máy cùng điện thoại của chị Giang bỏ trốn. Sau khi nhờ người bạn cầm cố chiếc xe của người vợ bạc mệnh lấy 12 triệu đồng, đêm đó Danh đã thuê phòng ở một nhà nghỉ tại thành phố Hòa Bình để nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, hắn ra cầu Hòa Bình vứt chiếc túi đựng một số giấy tờ cá nhân của chị Giang xuống sông, rồi bắt xe khách đi Hà Nội, rồi ra thẳng thành phố Móng Cái với mục đích tìm đường trốn sang Trung Quốc, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt. Không một lý do gì có thể biện minh cho hành vi đê hèn tàn bạo của Phạm Văn Danh. Rồi đây, y sẽ phải trả giá xứng đáng trước pháp luật về tội ác gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.